Tiếp theo chúng ta đến với cái đồ thờ trong phong tục cúng mụ. Trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy là những con dấu vẽ in tranh cúng mụ. Những con dấu được khắc bằng đồng, đúc bằng đồng và khắc lên đó là những cái chữ, những cái hoa văn, những cái hán tự. Những hình ảnh vui chơi giải trí dân gian của trẻ em Việt Nam, hình trên ta thấy đây này, ở Hải Phòng năm 90. Trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam là hình thức giải trí lành mạnh và có tính giáo dục nhiều mặt. Các trẻ em thường chơi chọi dế, đánh đu vào mùa xuân, thả diều vào mùa hè và mùa thu. Con gái chơi những trò chơi đòi hỏi sự khéo léo nhẹ nhàng như giải ôn quan, đánh chắt, nhảy dây, bán hàng, làm bếp. Trong em, con trai thì hay chơi các trò chơi mạnh mẽ như đấu vật, kéo co, cướp cờ, tập trận chơi khăng, đánh đéo, đánh quay. Ở làng chợ người ta bán những đồ chơi bằng bột nặn hay bằng đất nung mà trẻ nhỏ rất thích như gà, vịt, ông phóng, bụng phệ, các nhân vật trong tuồng và tích xưa. Tết Trung Thu trẻ em múa sư tử và chơi nhiều đồ chơi bằng giấy, nhất là các loại đèn như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn con thỏ. Từ người xưa người Việt luôn coi trọng việc học hành, vì thế trong các mâm ngũ quả, đêm rằm Trung Thu bao giờ cũng bày ông tiến sĩ bằng giấy để cầu mong trẻ con học hành tấn tới, đỗ đạt hiển vinh. Đây là trò chơi thả diều. Đây là trò chơi đá banh. Và đây là những ông tò he bằng đất rất gắn bó với trẻ con Việt Nam những thập niên 80-90. Ông phóng, ông tiến sĩ, đèn xếp. Hình ảnh trên là ông tiến sĩ giấy. Cũng cờ, cũng quạt, cũng cân đai, cũng giống ông nghè, chẳng giống ai. Và đây là đầu ông nân. Con quay. Con quay bằng gỗ. Đây là mặt nạ con giống. Đây là đèn kéo quân để dùng cho rằm Trung Thu cho các cháu vào tháng 7. Đây là mặt nạ con giống, có con hổ, con trâu, con sư, con dê, con gà, con nợ, con khế,
Và đây là y phục cổ truyền nữ, y phục cổ truyền nữ. Và có áo the, yếm đèo và khăn mỏ quạ. Và đây là bộ đồ ăn trầu, bình vôi, ống điếu. Ống điếu để cho đàn ông hút thuốc nào. Nên đồng, lễ nên đồng, đạo mẫu, đạo tứ phủ là một loại hình tín ngưỡng dân gian phổ biến của người Việt, nhất ở miền Bắc. Hệ thống thần linh ở đây được hình dung như một triều đình quân chủ có nhiệm vụ cai quản bốn thế giới là đất, nước, đất trời, nước và rừng. Nghi lễ tiêu biểu và phổ biến là lễ nên đồng, trong đó thần linh được mời nhập gọi vào các ông hay bà đồng. Ta thể hiện một số sinh hoạt trong thế giới thiêng với mục đích cầu mong sự yên lành, thịnh vượng của cá nhân và cộng đồng. Những con hương đệ tử tham dự nghi lễ tin rằng có thể trực tiếp đối thoại với thần linh khi đã thăng hoa. Cuộc giao tiếp này thường diễn ra dưới hình thức sân khấu, vừa có tính ước lệ, vừa có tính hiện thực. Người nên đồng và cả những người tham dự như được hội nhập vào một thế giới tâm linh, giúp họ tìm thấy sự cân bằng và thăng hoa tinh thần mà họ không có được trong cuộc sống thực tại. Mẹ ơi, có lần mình có rồi. Đây là hình ảnh những cô hầu đồng, những bà hầu đồng. Và tục ăn trầu, tục ăn trầu của người Việt. Các bà ngồi têm trầu, bỏ cau, đám cưới đều phải có những coi như là đội lễ gồm có trầu, có cầu, trầu trong đám cưới. Ở đây là các bà, các chị đang ngồi têm trầu cau trong một đám ma. Và đây là một cái ngồi phiên chợ phiên của miền Bắc Bộ. Các chị, các mẹ ngồi bán trầu, bán cau và bán vỏ quạch, một cái rễ của một cái loại cây để ăn với trầu, với cau cho nó ngon. Tục ăn trầu và nhuộm răng đen có từ lâu đời. Miếng trầu gồm có một mảnh lá trầu tươi được quyết vôi, một miếng cau và một miếng vỏ chét, thêm một tí thuốc nào. Trầu thường ngày thêm đơn giản, nhưng vào dịp quan trọng nhất là khi cưới hỏi, người ta têm cầu kỳ thành hình cánh phượng. Bộ dụng cụ gồm con dao nhỏ, bình vôi và ống vôi, âu đồng để đựng và các ống nhổ. Các cụ già răng yếu thường có chiếc cối con để nghiền miếng trầu. Người Việt trước kia quan niệm ăn miếng trầu là đầu câu chuyện, mở cuộc tiếp khách bằng cách mời ăn trầu. Mọi giao tiếp và nghi lễ phong tục rất là cưới gả, ma tang, hội nạp cũng thế, đều phải có trầu cau, thậm chí lễ đặt chạm ngó hay dạm cưới vợ còn được gọi là đi miếng trầu. Mở đầu canh hát ở quan họ Băng Ninh cũng có nghi lễ mời trầu. Ngày nay tuy ít người quan trầu nhưng trầu cau vẫn không thể thiếu khi cung bái cũng như trong nhiều tục lễ sinh hoạt. Và đây là một hình ảnh của bộ quần áo của những cái cô đồng, cộng đồng. Và đây là hình ảnh của coi như cái lễ nên đồng. And here's under pagoda, here we call the local religion
You can see the first one we call the mother hall. Đây là những chiếc đàn và những chiếc trống để phục vụ trong cái lễ đàn đồng, và đây những cái bộ lễ của những nam đồng, đồng nam. Nhân vật chính trong lễ hậu đồng thường gọi là cô đồng, cậu đồng. Và đây là những dụng cụ của những người hậu đồng. Và có các giá đồng như quạt, như cờ, như kiếm. Như đao, như mái chèo. Và đây là hình ảnh các cụ trong những cái lễ hội. Những hình ảnh này được ghi lại ở Nam Định năm 1997, ở Bắc Ninh năm 2004, và tiếp đây là những coi như dụng cụ như cây đàn. Cây trống, cây xéo. Ta có đàn giáo, đàn nguyệt, đàn tam, đàn bầu, kèn bóp, phách, xéo ngang, trống trầu và trống chiến. Đây là trống chiến. Hình ảnh đây là chiếc trống trầu. Đây là chiếc xéo ngang. Đây là chiếc kèn đồng. Đàn nguyệt, đàn tam, có 3 dây là đàn tam, đàn bầu, hình mặt trăng, đàn bầu. Đàn dao. Nhạc cụ cổ truyền của người Việt bao gồm cả 4 họ: họ Dây, họ Hơi, họ Màng Dung, họ Thân Vang, được dùng để độc tấu hoặc hòa tấu. Trong dàn nhạc chèo, loại hình ca kịch cổ điển ở vùng châu thổ Bắc Bộ thường có xéo ngang, nhị, đàn hồ, cũng gọi là đàn cáo dừa, đàn tam, trống nhỏ, da mặt. Ngày nay người ta còn có thể bổ sung một loại nhạc cụ khác như đàn nguyệt, đàn tranh, đàn bầu thành quần của dàn nhạc tuồng, loại hình ca nhạc truyền thống phổ biến ở miền Trung. Và một số ở vùng Nam Bộ thường có xéo ngang, kèn bóp nhỏ, kèn bóp lớn, nhị, đàn hồ, đàn tam, trống bồng, trống tẩu và trống chiến. Các nhạc cụ không thể chỉ được sử dụng trong biểu diễn chèo và tuồng, mà dùng cả trong đám ma, lễ hội, một số nghi lễ khác. Đây là hình ảnh những cái dụng cụ trong những đám lễ. Múa dưới nước. Đây là hình ảnh chương trình múa dưới nước ở Việt Nam. Và đây là cái sân khấu múa dưới nước. Trái hôm nay đây là một cái giới thiệu với các bạn về
đây là những nghệ nhân làm gối nước. Tết Trung Thu là thời điểm nào các bạn? Là thời gian nào nhỉ? Trần tháng 8 năm nay bao nhiêu tháng 8? Múa rối nước, nghệ thuật biểu diễn rối nước, một sáng tạo độc đáo của người Việt, ra đời chừng 10 thế kỷ trước và phát triển liên tục đến nay. Con rối là một gỗ sung, một loại gỗ nhẹ để nổi trên nước, được sơn màu thích hợp, có hình thù ngộ, gẫm vĩ, nét hài và tính tượng trưng cao. Các nghệ nhân giấu mình bên trong thủy đình, còn gọi là buồng trò. Họ đứng dưới nước và điều khiển con rối bằng xào, máy xào hoặc hệ thống dây, máy dây nếu trò có nhiều nhân vật. Các trò diễn mở đầu bằng lời giới thiệu của chú Tếu, mô tả những sinh hoạt, công việc nhà, nông câu ếch, bắt cá, bắt vịt, rồng phun nửa, múa rồng, múa sư tử, đấu vật, đánh gõ, trò trâu, rước kiệu, hoặc trích đoạn cổ tích như thạch xanh, tấm cám. Buổi diễn ra nhộn nhịp với lời ca, tiếng trống, mõ tù và cho đến tiếng pháo chuột, pháo thăng thiên, pháo mở cờ, từ dưới nước vọt lên trong màn khói huyền ảo và ánh sáng lung linh. Đây là những chú tếu. Đây là tiên nước. Con vịt, con chó, con cáo, và đây là mô hình cày ruộng, con trâu và người nông dân, cũng nhìn là cá chép và người nông dân khi bắt cá chép, cũng như con rồng và gỗ dùng trong các chương trình rối nước.